Minh Vy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình Tin Sáng kỳ này xin mời quý vị dành ít phút. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những nhận định và những diễn biến của thị trường chứng khoán được cập nhật từ anh Nguyễn Công Nguyên là Giám đốc phân tích và đầu tư công ty chứng khoán Beta. Thưa anh Nguyên, chỉ số VN Index tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch ngày hôm qua và thanh khoản thì đang ngày một giảm dần theo. Vậy theo góc nhìn của anh thì sau thời gian điều chỉnh hiện tại thì VN Index sẽ chinh phục mốc điểm bao nhiêu? Chúng ta đã trải qua gần hết đến phiên hôm nay là phiên cuối cùng của tuần thứ 38 năm 2017 rồi. Và chỉ số VN Index đã đạt được cái điểm số là 800 trên 810 điểm. Vâng. Và đây rõ ràng là cái điểm số mà cao nhất trong vòng 10 năm qua mà thị trường chúng ta chưa đạt được. Vâng. Và đã đạt được ở thời điểm này. Thì tôi thấy rằng là cái câu chuyện mà thanh khoản đang thể hiện cái câu chuyện là thanh khoản khá là yếu ớt. Dòng tiền ấy thì đang có cái dấu hiệu tập trung vào một số những cổ phiếu không có cái sự lan tỏa đều. Thì cái thực tế ra chúng ta đã trải qua tuần này, chúng ta đã trải qua chỉ duy nhất ở phiên thứ hai đầu tuần thôi. Vâng. Là chúng ta có một phiên tăng điểm, và phiên thứ ba, phiên thứ tư và phiên ngày hôm qua, phiên thứ năm, chúng ta đã có ba phiên giảm điểm. Tôi quan sát thấy rằng là cái sự giảm điểm của chỉ số VN Index ba phiên vừa qua thì thực tế ra không phải là quá giảm điểm, là quá để tạo ra một cái xu hướng giảm điểm rõ ràng, mà đây thực tế thì ít nhất thì vẫn còn một cái kỳ vọng, đây chỉ là sự giảm điểm nó mang tính gọi là kỹ thuật là chủ yếu. Vâng. Và cái được gọi là giằng co dao động. Duy chỉ có phiên thứ ba thì khá là hụt hẫng cho chỉ số của chúng ta, nhưng mà ít nhất đến phiên hôm qua thì cái mức giảm này đã trong phiên đã có một cái gần cuối phiên ngày hôm thứ năm hôm qua đã có một sự nỗ lực là hồi phục nhẹ, nhưng cuối cùng thì cái sức nặng của những cổ phiếu là Masan và Sabeco đã ảnh hưởng rất lớn đến chỉ số, cho dù là những nhóm cổ phiếu trong ngành ngân hàng như CTG, BID đã tăng điểm, về Vietcombank đã tăng điểm khá tích cực nhưng không thể bù đắp nổi cái điểm số đã mất. Vâng. Thì chỉ số của chúng ta đã dao động ba phiên vừa qua là dao động trong vùng từ 803 điểm cho đến 810 điểm. Thì để chỉ số mà có thể bứt phá lên được, để đi tiếp được thì rõ ràng là điều cần quan trọng nhất là thanh khoản như mình vừa biết đề tập. Nhưng mà thanh khoản thì lại là yếu ớt. Thì thanh khoản đang minh chứng rằng nhà đầu tư hiện tại cả bên bán bên mua đều đang rất do dự. Vâng. Chỉ số đã trải qua trong phiên giao dịch đã trải qua những giai đoạn rất khó khăn. Bên bán và bên mua đều hoàn toàn đều dò chừng lẫn nhau. Phần thắng chưa nghiêng về bên nào cả. Nếu những quan điểm cho rằng chỉ số chúng ta sẽ có những bước tăng tiếp theo và có thể đạt đến cái mức là 820 điểm thì rõ ràng nhà đầu tư sẽ thực hiện những cái hành động mua vào. Vâng. Nhưng mà mua vào thì thanh khoản phải tăng. Nhưng đây rõ ràng thanh khoản lại yếu đi thì rõ ràng rằng cái số lượng mà nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số để tăng điểm đến một điểm cao hơn nữa là đang là không có cao. Vâng. Bên cạnh đó, một cái điều khá là may mắn là bên bán ấy thì lại là có hiện tượng bán ra rồi nhưng mà lại chưa thực sự là quyết liệt. Hành động bán là tôi vẫn cho rằng là đang tiếp tục là dò chừng. Nhà đầu tư hiện tại bây giờ cả bên mua bên bán đang tiếp tục duy trì cái thanh khoản, cái danh mục của mình và chưa thực hiện là giải ngân thêm, cũng như là chưa thực hiện để chốt lời một cách quyết liệt. Thì đây chính là cái thời kỳ dao động, tôi cho rằng chỉ số chúng ta trong cái phiên ngày hôm nay vẫn thể tiếp tục dao động trong cái vùng điểm là từ 803 cho đến khoảng 807 điểm. Và nếu cái giai đoạn này, nếu nhà đầu tư đang chờ đợi, nếu mà cái sự do dự này chỉ được biến thành hành động khi mà chỉ số có thể là bứt phá vượt lên tái chiếm lại cái mốc là 810 điểm. Vâng. hoặc chỉ số sẽ xác nhận ra là một cái xu thế giảm điểm trong ngắn hạn là sẽ mất luôn cái ngưỡng hỗ trợ gần nhất đó là 800 điểm thì đây sẽ tạo ra một xu hướng mới. Trong thời điểm này tôi thấy rất khó có thể dự đoán là chỉ số chúng ta trong ngắn hạn có thể là có được điểm số là đạt được ngay là cái điểm là 820 điểm. Tôi thấy đây là một cái nhận định, nếu mà cái nhà đầu tư có suy nghĩ này thì tôi cho rằng là thời điểm này là khá là lạc quan. Vâng, quả thật là anh Nguyên đã có những cái quan sát rất là chi tiết đối với tổng quan về diễn biến của thị trường. Và cũng theo dõi cái nhóm ngành chứng khoán, xin lỗi quý vị, cũng theo dõi nhóm ngành cổ phiếu ngân hàng thì bản thân chúng tôi thấy rằng trong thời gian qua thì nhóm ngành này có một sự tăng tốc nhẹ. Đúng vậy. Nhưng mà bên cạnh đó thì lại có nhiều cái nhận định trái chiều cho rằng cổ phiếu ngân hàng sẽ khó có những cái đợt bứt phá mạnh như trước đây. Vậy thì với góc nhìn riêng của anh nghĩ sao về những cái nhận định này ạ? Đúng là nhóm ngành ngân hàng đã có đóng góp rất lớn vào cái câu chuyện mà chỉ số đạt được cái mức điểm là cao nhất trong vòng 10 năm qua. Không thể thiếu vắng được những cổ phiếu ngân hàng. Ngay như phiên hôm qua thì rõ ràng cái sự tăng điểm là về của CTG và BID ở sàn Hà Nội thì rõ ràng là ACB cũng tăng điểm rất tích cực.
để tạo nên sắc xanh cho Hà Nội. Vâng. Thì tôi cho rằng cái câu chuyện mà nhóm ngành hàng nó có thời kỳ tăng tốc là khá tốt thời gian vừa qua, thì có một cái thời gian để nhóm ngành này chững lại. Nhưng mà tựu chung lại, chúng ta xét về mặt trung hạn từ giờ đến cuối năm, thì rõ ràng ngành ngân hàng đang vẫn tiếp tục được hưởng những cái lợi thế nhất định từ vấn đề chính sách vĩ mô. Tôi nói ví dụ như vấn đề điều hành tỷ giá của ngân hàng nhà nước trong thời gian từ đầu năm 2017 cho đến thời điểm này, tôi nghĩ rất cao cái chính sách điều hành tỷ giá của ngân hàng nhà nước là tỷ giá rất ổn định. Bên cạnh đó là vấn đề mà tăng trưởng tín dụng để đạt được cái mức GDP mục tiêu là 6.7% thì đã có rất nhiều những cái yêu cầu rằng là sẽ phải tăng trưởng tín dụng lên đến tầm 21-22%. Thì đây chính là những cái động thái mà của hỗ trợ của chính phủ cũng như là của những nhà làm chính sách cho cái nhóm ngành ngân hàng này để tiếp tục vẫn còn cái dư địa để những cổ phiếu này có thể tăng trưởng ở những thời điểm cuối năm. Và tôi cho rằng là nếu mà cái thời gian này tích lũy, nếu thời gian tích lũy này vừa đủ, nhóm ngân hàng vẫn tiếp tục sẽ có những cái đợt bứt phá mới, đặc biệt là những cái ngân hàng đầu ngành, những ngân hàng mà có cái tỷ lệ mà nợ xấu thấp cũng như là cái khả năng mà trích lập dự phòng rủi ro của họ rất đầy đủ, thì tôi thấy rằng vẫn cái cơ hội cho nhóm ngành ngân hàng vẫn còn để ngỏ và còn tiếp tục có những cơ hội cho những nhà đầu tư mà thực sự là hứng thú với cái nhóm ngành này. Vâng, và theo như chúng tôi vừa cập nhật thì giá dầu hiện nay đã vượt $50 một thùng rồi. Anh kỳ vọng gì vào nhóm cổ phiếu dầu khí lúc này ạ? Đầu tiên chúng ta nhìn ra bên ngoài là cái giá dầu. Giá dầu thì đang có những mức giá là WTI là cũng là trên $50 trên một thùng. Dầu Brent thì là trên $55 trên một thùng rồi. Vâng. Thì trong cái giai đoạn vừa qua giá dầu đã có những phiên tăng điểm rất tốt, tăng tăng giá rất tốt và đã đạt được cái mức cao nhất trong vòng coi như một tháng qua. Vâng. Thì cái tác động của cái giá dầu lên cổ phiếu nhóm ngành dầu khí trong nước, chúng ta nhận thấy rằng là thông thường ấy thì cái giá dầu thường tác động sẽ trực tiếp lên những cái đơn vị mà ví dụ như khoan dầu khí sản xuất trực tiếp, tức là sản phẩm mà ra là dầu khí. Còn thực tế trong cái nhóm dầu khí chúng ta thường đưa vào chung cái họ dầu khí này thì có rất nhiều những cổ phiếu trong đó thực tế cái sản phẩm đầu ra của họ không phải là dầu khí mà là khí, tôi nói ví dụ như gas hoặc là ví dụ như PLX là xăng dầu. Thì đồng ý cái câu chuyện giá dầu sẽ tác động khá là tác động khá là tích cực lên đến những nhóm cổ phiếu ngành này, nhưng tôi cho rằng cái câu chuyện giá dầu thì vẫn là cái tác động có độ trễ nhất định ở nhóm ngành dầu khí của trong nước của chúng ta. Ở thời điểm này tôi lấy ví dụ như là PVD thì cũng chỉ có những cái phiên mà tăng điểm thực sự là không là mấy tích cực. Bên cạnh đó ví dụ như là những ví dụ như bọc ống dầu khí thì cũng có những phiên tăng điểm nhưng mà cái bước đi ấy thì khá là chậm rãi và cũng dè chừng. Gas thì cũng chưa thực sự là thể hiện mình là một cái cổ phiếu mà có cái đầu ngành trong nhóm ngành này để tác động lên chỉ số, thì tôi cho rằng nhóm khí vẫn có cái dư địa để tăng trưởng nếu như mà dầu khí tiếp tục có những cái bước tăng giá ở trên thị trường nước ngoài giá dầu. Nhưng mà cái vấn đề giá dầu thế giới hiện tại bây giờ cũng đang phụ thuộc rất lớn vấn đề mà cắt giảm sản lượng, mà đây chính là cái ngưỡng cản mà có cái tác động mà trọng yếu nhất lên cái giá dầu thế giới. Thì tôi cho rằng nhóm ngành này nhà đầu tư vẫn có thể là đưa vào theo dõi và có thể tham gia. Ví dụ tôi lưu ý là có thể là quan tâm đến cái nhóm cái cổ phiếu đầu ngành ví dụ như GES về lợi ích. Vâng, và chúng tôi cũng nhận thấy rằng là dòng tiền có dấu hiệu sôi động ở các cổ phiếu đầu cơ, điển hình như là trong phiên ngày hôm qua là BVX. Vậy thì anh có dự đoán gì cho trạng thái của các mã đầu cơ trong thời gian tới ạ? Chỉ số của những nhóm ngành cổ phiếu nhóm vốn hóa nhỏ phiên ngày hôm qua đã có một cái phiên buổi sáng ngày hôm qua, thực tế tôi quan sát thấy là đã có cái mức tăng rất tích cực, trong khi là VN Index cũng như là VN30 là giảm điểm. Thì đặc biệt là cái chỉ số của cổ phiếu nhóm vốn hóa này đang ở giá sạch sau một thời gian khá là im ắng ở những cổ phiếu này. Thì riêng phiên ngày hôm qua ví dụ như mình vì mới đẹp đó là PVX. Vâng. Cũng đây cũng là một cổ phiếu mà trong họ dầu khí mặc dù đang trong diện cảnh báo nhưng đã có phiên tăng điểm tăng trần và giao dịch với khối lượng rất lớn. Vâng. Bên cạnh đó là An Dương Thảo Điền cũng tăng trần, KLF cũng tăng trần, Tập đoàn Đại Châu cũng tăng trần. Rõ ràng là dòng tiền đang ở trong giai đoạn do dự, thì một lượng nhà đầu tư đã quan tâm, đã trở về là quan tâm đến cái nhóm cổ phiếu đầu cơ này thì đã tạo lên cái hiệu ứng. Nhưng bên cạnh đó chúng ta để có một cái cũng vẫn có những trong cái nhóm đầu cơ này vẫn có những câu chuyện riêng. Tôi nói ví dụ như FCN, công ty cổ phiếu này đã có cái phiên mà tăng trần ngay lập tức sau cái thông tin là tăng room của vốn sở hữu nước ngoài lên 75%. Thì đây cũng là một cái minh chứng rằng những cổ phiếu
có thể là vốn hóa nhỏ, có thể là cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng mà cái câu chuyện mà nới room vẫn có những cái tác động rất tích cực để có tạo những cái mức biến động rất lớn về giá. Thì tôi thấy rằng là những cái mã tôi cho rằng những phiên từ ngày phiên ngày mai hoặc là một phiên sắp tới thì cái đặc biệt là nhóm ngành mà nhóm cổ phiếu đầu cơ sẽ có những cái biến động mà tôi cho rằng là sẽ có những cái dòng tiền mà hướng đến, và những cái cổ phiếu này sẽ có những cái phiên tăng điểm là tôi nghĩ rằng là sẽ tiếp tục là còn một vài phiên nữa. Vâng, rất cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, còn bây giờ thì Minh Phi xin mời quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình Tin Sáng. Trước khi khép lại chương trình Tin Sáng, một lần nữa Minh Phi xin mời quý vị nán lại ít phút, chúng ta sẽ điểm lại những nội dung chính trên chương trình kỳ này. Theo cảnh báo vừa được Cục An toàn Thông tin đưa ra, mã độc Red Alert 2.0 trên nền tảng Android đã tấn công ứng dụng ngân hàng trực tuyến. Các số liệu cho thấy có ít nhất 60 ứng dụng ngân hàng trực tuyến và mạng xã hội đang là mục tiêu tấn công của mã độc này. Đáng chú ý, mã độc Red Alert 2.0 có khả năng chặn các cuộc gọi cảnh báo tài khoản bị tấn công từ phía ngân hàng và các tổ chức tài chính. Cục An toàn Thông tin khuyến nghị người dùng không tải và cài đặt ứng dụng thông qua các kho lưu trữ, liên kết không rõ nguồn gốc hoặc tùy tiện trả lời những câu hỏi yêu cầu thông tin người dùng, mật khẩu đăng nhập, thông tin tài chính, thẻ tín dụng. Theo dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, người nước ngoài chỉ được mua tối đa 30% nhà tại các đặc khu kinh tế. Thời hạn sử dụng đất với cá nhân người nước ngoài muốn mua nhà ở gồm chung cư, bất động sản nghỉ dưỡng tại đặc khu kinh tế là 99 năm. Tương tự, nhà đầu tư nước ngoài cũng được tạo thuận lợi để tiếp cận đất đai nhằm phát triển dự án, nhưng thời hạn sử dụng đất cũng không quá 99 năm. Hôm 21 tháng 9, lãnh đạo của 11 nước thành viên còn lại của TPP đã tái họp tại Tokyo, Nhật Bản để thảo luận về phương án TPP không có Mỹ. Tất cả các thành viên còn lại của TPP hy vọng sẽ củng cố lại bộ luật thương mại trước khi hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 tới. Việc tái họp lần này xảy ra 3 tuần sau khi 11 nước nhóm họp tại Úc để xúc tiến thực thi hiệp định TPP. Theo thông tin mới nhất, hiện đã có 83 người được cứu trong những đống bê tông cốt thép bị sập sau vụ động đất tại Mexico. Trước đó, hôm 19 tháng 9, trận động đất có biên độ 7.1 độ Richter đã đánh sập nhiều trường học, căn hộ và siêu thị trong trung tâm đông người ở Mexico City. Đã có ít nhất 225 người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra tại trung tâm Mexico. Công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiếp tục với hy vọng cứu sống được nhiều người hơn. Vâng, thưa quý vị, thông tin vừa rồi là thông tin cuối cùng kết thúc chương trình Tin Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2017. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.